Hi, welcome back to my channel. Starts gonna go. Okay. Let go. Ok, và mình sẽ chuyển sang tới game tiếp theo, Traffic Ridder. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha. Thank you so much. Yippee! Woo-hoo! bị lỗi rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Không được rồi. Let's go. Let's go. Mà nó cứ chạm ở trên những cái thành đó là các bạn đã hy sinh rồi. Và cái này thì đi sang phải sang trái thì nó hơi bị khó một chút. Vì điều khiển thì khi các bạn sang phải thật mạnh thì nó mới quành được. Nếu không thì nó rất khó để nó quành luôn. Để nó vượt từng chiếc xe một. Wow. Không được đâu. Ok, đã câu. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Sẽ là Rexy. Let's go. Không được, tức là phải đi như thế này. Let's go. god, anh chàng này lại cứ đòi đua với mình, ảo thật. Trong khi thì mình đã lấy được chỗ đó rồi và anh ta lại còn tranh với mình luôn, rất là bá đạo luôn. Nếu một nào vào thì sẽ đâm ngay. Oh my god, nhầm rồi. Let's go. này xong rồi này. Làm sao nó cứ lộn ngược vậy nhỉ? Ok. Next stop, North Point. Turn left. Hello. 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 Next stop, California Street. Turn right. Turn left.